Sau một thời gian theo dõi, các thành viên câu lạc bộ chống tội phạm tỉnh Bình Dương đã lật tẩy hai người đàn ông đóng giả nhà sư để trục lợi. Người chủ nhà thì không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Anh tưởng là thầy tu điện hả? Dạ đúng, tại vì vô là xưng thầy với lợi mà có đưa cái cuốn sổ này nữa nè, thì mình nghĩ là thầy thật. Đối tượng này thừa nhận hơn một năm nay đã giả danh nhà sư để trục lợi từ lòng hảo tâm của người dân. Bộ đồ này mua nhiêu? Dạ, bộ đồ 200 ngàn. Lừa được nhiêu rồi? Dạ, mới giờ bán được 1 triệu. Trên các con đường chính dẫn vào chùa Bà Bình Dương mùa lễ hội, những hình ảnh phản cảm như thế này vẫn liên tục diễn ra. Không biết giá thì thấy vậy mình cho thôi. Từ những hình ảnh phóng viên ghi được, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương khẳng định không hề cấp phép cho bất kỳ tu sĩ nào đi khất thực. Tuyệt đối không có sư thiệt đi khất thực. Số lượng mà những người còn lại đi khất thực là hoàn toàn không có giấy phép và thuộc về dạng phi pháp. Tại lễ hội rằm tháng Giêng năm ngoái, năm vị sư giả cũng đã bị phát hiện khi đang đi khất thực xin tiền du khách tại khu vực quanh chùa Bà.